Vinaphone hân hạnh tài trợ phát sóng chương trình này. Hương sắc ngày xuân rộng rã, lòng người thắp lên những ước mong và hy vọng vào một năm mới nhiều may mắn và mọi sự tốt đẹp. Chúng tôi đã đang và sẽ tiếp tục thực hiện nghĩa cử cao quý là cầu nối của những tấm lòng nhân hậu đến với những hoàn cảnh không chỉ nghèo khó mà còn chịu đựng nỗi đau tột cùng của bệnh tật. Sức khỏe, hạnh phúc và ấm no là niềm mong mỏi của những người đồng hành cùng chương trình Địa chỉ nhân đạo trong chuyến hành trình lần này. Trong trời, trong đất, trong mây, trong mưa, trong gió, trong ngày, trong đêm, trong cho chân cứng đá mềm, trời êm bể lặng mới yên tấm lòng. Đó là nỗi lòng muôn thuở của người nông dân, suốt năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Họ có biết bao trông mong đợi chờ, có biết bao nỗi lo âu âm thầm, và còn có biết bao hy vọng chứa chan sau mỗi mùa vụ. Tất cả để lo cho chi tiêu trong gia đình mình. Cái ăn là đây, cái học cho con là đây, ốm yếu bệnh tật cũng là đây. Còn riêng anh Lê Văn Bến ở gấp Thành Thới, xã An Thành Thủy, huyện Chợ Gạo, thì cái sự trông mong này càng trông đứng, trông ngồi gấp nhiều lần hơn nữa vì mảnh đất nhỏ này là đất mướn. Thức khuya, dậy sớm, chăm sóc, chạy chợ, trằn trọc trong từng giấc ngủ, bữa ăn. Nhưng sau mùa vụ rau, vụ ớt, trừ chi phí phân thuốc, tiền thuê đất cũng đều thấp thỏm, cảnh thiếu hụt. Hơn một năm qua, gia đình càng cơ cực và khó có lối thoát hơn khi người vợ của anh, chị Nguyễn Thị Hoàng, mắc bệnh hiểm nghèo, có khối u trong màng cứng ngoài tủy, cần phẫu thuật để giải phóng chèn ép tủy và phục hồi chức năng. Ca phẫu thuật, việc điều trị phục hồi lên đến gần 100 triệu đồng. Một khoản chi phí vô vọng cho gia đình này, một cách nuối tiếc và đành bất lực. Chúng tôi xin thay mặt các nhà hảo tâm trao cái phần hỗ trợ của gia đình mình hôm nay, đó là 92 triệu đồng. Dạ. Xin trao cho gia đình ạ. Cảm ơn. Dạ. Bà con cô bác gần xa đã giúp đỡ một số tiền để tôi để trị bệnh vợ tôi. Chân thành cảm ơn, rất cảm ơn. Thưa với gia đình của chị Nguyễn Thị Hoàng ở ấp Thành Thới, xã An Thành Thủy, huyện Chợ Gạo, thì hôm nay chương trình Địa chỉ nhân đạo của Đài Truyền hình Tiền Giang cùng với đại diện của chính quyền địa phương và với sự hiện diện của bác sĩ Trần Mạnh Trí, giảng viên trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, bệnh viện Chợ Rẫy Thành phố Hồ Chí Minh, thì có đến để thăm gia đình nhân cái dịp đầu năm mới. Thì thưa với gia đình, thì hôm nay đoàn đến thăm sức khỏe của chị Hoàng và có những cái phần quà để chúc Tết với gia đình. Xin mời gia đình nhận cái phần quà của chương trình. Thưa với anh chị, thì đây là một món quà của chương trình chúc Tết đến gia đình và mong rằng là năm nay thì gia đình mình sẽ có một cái Tết thật nhiều ý nghĩa và đủ đầy hơn những cái năm trước. Thì em đến thì rất là vui khi mà sức khỏe của chị thì rất là tốt như vậy. Mình có điều gì để chia sẻ với mọi người về cái sức khỏe cũng như là cái cuộc sống của anh chị sau khi mà chương trình đã đến cũng như là các nhà hảo tâm đã hỗ trợ mình để mà phẫu thuật bệnh cho chị anh? Giúp đỡ hỗ trợ cho tụi em số tiền để trị bệnh vợ em nay nó thiệt hết. Em rất mừng. Trước hết em cũng xin cảm ơn Đài Truyền hình, tất cả mạnh thường quân ở ấp và xã hội xã của em giúp đỡ cho tụi em. Em rất cảm ơn. Anh, khi mà chị đi phẫu thuật rồi chị bình phục như vậy, anh thấy thế này nè, thì anh thấy sao? Em rất mừng chị. Rất vui. Mình có bất ngờ không?
em bất ngờ, em nghĩ là theo đúng, không nhờ mấy anh mấy chị là có thể tụi em không thể nào mà để trị bệnh cho vợ em nó thiệt hết á. Dạ, nhưng mà lên khi mà mổ xong rồi em ra, vợ em nó co tới co lui, em rất mừng. Dạ, rất vui chị. Thì chị cho em biết là mình hồi phục như thế nào, cái ca mổ của mình đó, rồi cái thời gian để mình hồi phục, rồi hiện bây giờ nè, những cái việc gì mình làm được? Dạ, hồi đó em bệnh em nằm chỗ em làm không được, chứ khi em mổ về nhà cách khoảng một tháng là em bình phục, em đi tới đi lui được. Mà giờ hiện giờ thì em cũng phụ giúp gia đình em chuyện lặt vặt nhẹ nhàng vậy đó. Dạ, ra ruộng xách nước cho mấy chị phụ hái ổ qua dưa vậy. Để ở nhà em cũng cho bò ăn, cắt cỏ ra ra vậy, chứ em chưa làm nặng được. Dạ, từ giờ em rất thấy sức khỏe em cũng bình phục dần dần. Dạ, em rất khỏe. Dạ, em thấy là mình khỏe mạnh một cách rất là bình thường, coi như không có một cái chút gì mà về ảnh hưởng sức khỏe trước kia hả chị? Dạ. Như vậy thì bây giờ Tết năm nay là nhà mình ăn Tết làm sao hả chị? Thì Tết nay em ăn Tết, nói chung là như gia đình em ăn Tết lớn là cũng như ngày thường của gia đình khác đi. Em mừng hơn năm rồi của em. Dạ. Năm nay là mình có sức khỏe cho nên cái Tết của mình nó lớn hơn ha. Dạ. Rồi sang năm mới này nè, mình mong ước cho gia đình mình điều gì chị? Em mong ước làm sao em trồng đồ cho trúng giá, em bán nặng em sửa là cái nhà em ở. Em mong ước như đó. Rồi thôi vậy em cũng chúc cho gia đình mình năm mới là vạn sự như ý ha, mọi điều đều tốt đẹp hết. Và thưa anh chị, thì hôm nay đi với đoàn thì có bác sĩ Trần Mạnh Trí, giám đốc trung tâm chăm sóc giáo dục sức khỏe cộng đồng thành phố Hồ Chí Minh, cũng như là giảng viên của trường Đại học Y Dược có đến để thăm sức khỏe của mình. Thì bây giờ mình qua bên đó để bác sĩ có những cái lời khuyên cho sức khỏe của mình luôn ha. Dạ. Rồi, mời chị bên đây. Thưa với bác sĩ Trần Mạnh Trí, thì chị Nguyễn Thị Hoàng là một trong những cái hoàn cảnh mà địa chỉ nhân đạo trong năm qua đã hỗ trợ cho chị để điều trị bệnh. Chị bị có khối u ở tủy và bị thoát vị địa đệm, và rất là may mắn cũng như là niềm vui của gia đình là chị đã bình phục hoàn toàn. Thì bác sĩ có những cái lời chúc sức khỏe cũng như là những cái động viên và lời khuyên về chăm sóc sức khỏe cho chị như thế nào? Xin mời bác sĩ. Trước hết là xin cảm ơn Đài Truyền hình Tiền Giang và tất cả những người đã có tâm nguyện để giúp cho gia đình chị Hòa thoát qua cơn bạo bệnh. Vì cái bệnh đó nếu mà không được mổ sớm, không kịp thời thì nó sẽ làm gây ra liệt vĩnh viễn và sẽ là gánh nặng rất lớn cho gia đình và xã hội. Thì hôm nay là được gặp chị rất là xúc động vì chị đã được trở lại cuộc sống bình thường. Cái chân này nó không bị yếu nữa, không liệt nữa. Nhưng vấn đề là gì? Cuộc sống nó còn rất dài. Và thứ hai là hoàn cảnh của mình vẫn còn rất nhiều vấn đề phải giải quyết. Mà quan trọng nhất là vấn đề kinh tế thì đã có trụ cột đây rồi. Đây là anh rất là khỏe mạnh và rất là tích cực làm việc. Nhưng chúng ta phải có tư duy. Thứ nhất là đối với chị phải giữ gìn. Là vì mổ xong như vậy nó có thể khỏi, nhưng nó phụ thuộc vào vấn đề là sinh hoạt của mình. Mình không được làm nặng. Mình không làm một cái gì gắng sức hết. Kể cả là nhấc một thùng nước, kể cả là với lên treo một cái chành, có thể bốp một phát là liệt, là té xuống đó. Nha, tại vì cái thần kinh nó đã bị mổ như vậy là nó đã mất đi cái tính mà khoa học nhất của nó rồi. Mà bây giờ mình phải giữ gìn. Tại vì mình giữ gìn thì thứ nữa là phải khám, hẹn tái khám cộng với chế độ ăn uống dinh dưỡng sống của mình. Mình có thể đi bộ nhẹ nhàng, đi cái giày vào nha. Giày đế mềm nó chắc hơn. Và thứ nữa là tôi muốn nhìn thấy hình ảnh là một sang năm là cái nhà này nó không phải giống như này. Rất cảm ơn bác nhiều. Rồi, không cần cảm ơn là bằng việc làm. Nha. Cảm ơn bằng hành động chứ không phải mình nói đâu. Ba lô nước, 5 cây cột cây, 500.000 đồng. Đó là tất cả của cải ra riêng của đôi vợ chồng này cách đây gần 10 năm. Chỉ có lớp lá cũ thay bằng lớp tôn. Gần 10 năm qua, ngôi nhà vẫn ộp ẹp. Cuộc sống của gia đình họ vẫn cơ cực quanh năm vì không ruộng đất, không nghề nghiệp. Những tháng ngày làm việc cực lực, quên ngày tháng, quên sức khỏe, chị Dân ngã bệnh. Nhưng căn bệnh hiểm nghèo, u màng não quá sức đối với đôi vợ chồng nghèo này.
họ phải mượn nợ để đi trị bệnh. Và chúng tôi xin tổng kết cái phần hỗ trợ của các nhà hảo tâm đã đến chia sẻ với gia đình, đó là trên 86 triệu đồng. Và chúng tôi quay trở lại ấp Tân Thuận, xã Tân Hương, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang để thăm và chúc Tết gia đình chị Nguyễn Thị Cẩm Vân. Hôm nay chương trình đến gia đình mình rất là vui, cái không khí Tết thì nó hiện diện ở nhà mình, có hoa, có bánh trái, có mọi thứ. Chị cho em biết là năm nay nhà mình ăn Tết như thế nào hả chị? Mừng được ăn Tết. Khi mà chương trình hỗ trợ thì đến bây giờ cái sức khỏe mình sao? Sức khỏe cũng ổn định, cũng mừng được ăn Tết với lại... Sức khỏe em thấy, nhận thấy là mình rất là tốt so với cái lúc mà tụi em đến. Thì lúc đó chị còn yếu, bây giờ thì trong nhà đồ mình đã làm được nhiều việc chứ chị? Thì cũng làm những chuyện đặt giặt trong gia đình. Mình đã làm được nhiều việc rồi. Như vậy thì ở nhà mình Tết này em thấy có nhiều bánh trái đồ trang trí nhà cửa. Thì cái này là mình làm luôn đó hả? Dạ, làm mấy việc nhẹ như trang trí rồi làm được. Như vậy là năm nay mình ăn Tết thì vui hơn năm rồi hả chị? Dạ, rất mừng. Trước hết là cảm ơn những nhà hảo tâm với lại là truyền hình. Cái này là mình Tết thì mình vui nhưng mà xúc động với cái tình cảm của mọi người. Thôi để em hỏi thăm anh chút. Khi mà chị khỏe thì bây giờ cái công việc của mình nó ổn định hơn hả anh? Hiện thời là cũng tạm ổn định. Nhưng mà bây giờ thì gia đình mình rất là yên tâm. Cái thứ nhất là sức khỏe của chị là cái quý nhất mà gia đình mình ngày xưa lúc nào cũng lo âu. Mà bây giờ chị đã khỏe thì mình yên tâm nhất, mà quý nhất nữa. Năm nay cả gia đình mình sẽ đón Tết như thế nào hả anh? Dạ, năm nay thì đón Tết rất là vui. Thứ nhất là nó được... những nhà hảo tâm, những mạnh thường quân đã ủng hộ cho gia đình của tôi. Rồi thứ hai là được cảm ơn cũng đài truyền hình Tiền Giang đã giúp đỡ và tạo điều kiện cho gia đình tôi là về vấn đề là ăn Tết vui. Hôm nay chương trình cũng gửi những cái phần quà để đến gia đình mình ăn Tết và chúc cho gia đình mình sang năm mới sẽ có một cái bước khởi mới thật là hạnh phúc cũng như là thật là vạn sự như ý. Mình sẽ có những cái niềm vui trong cuộc sống và cái sức khỏe của chị ngày càng tốt hơn nhé anh. Thì hôm nay thì có đi thực hiện chương trình thì cũng có mời được bác sĩ Trần Mạnh Trí. Thì bác sĩ sẽ có những cái đôi lời dành cho gia đình mình. Lời đầu tiên là được chúc sức khỏe cho gia đình và nhất là chị vừa mới thoát qua một cái cơn bạo bệnh. Thì khi với cái bệnh u não này mình đã mổ lấy được u thì đó là một sự thành công mà chị lại trở lại hồi phục gần như bình thường. Thì đó là một điều rất là tốt. Nhưng mà đấy là chỉ là trước mắt. Còn lâu dài thì mình phải có chế độ dinh dưỡng, chế độ nghỉ ngơi, chế độ làm việc, rồi chế độ về vấn đề tâm linh của mình, đầu óc của mình để cho mình sống một cuộc sống là giống như tất cả những người bình thường. Rồi xin mời gia đình mình nhận cái phần quà. Mong là gia đình mình sẽ đón một cái Tết thật là nhiều ý nghĩa và vạn sự như ý ha anh chị. Dạ. Dạ xin cảm ơn. Mỗi ngày cứ như vậy, người vợ ốm yếu mang trong mình căn bệnh hở van tim, thận có nước, loét bao tử, nén những cơn mệt để chăm sóc người chồng bị hoại tử chõm xương hông. Cái góc nhà này là nơi ông sống trong nỗi sợ hãi, đau đớn, buồn sầu những ngày qua, chịu đựng những cơn đau trong cơ thể, cầm cự bằng những viên thuốc giảm đau. Là nơi bà vừa có thể chăm sóc ông, vừa tranh thủ đang dạy cái giỏ, chắc chiêu mua thuốc cho ông. Nỗi đau về thể xác này không bằng nỗi đau âm ỉ trong lòng họ. Hơn 6 tháng qua, từ khi bác sĩ chỉ định, còn điều trị được và cần phải phẫu thuật gấp hai đoạn xương bị hoại tử để ông có cơ may hồi phục đi lại. Thế nhưng niềm vui, niềm hy vọng vụt tắt khi nghe chi phí điều trị lên đến con số 100 triệu đồng.
số tiền mà chưa bao giờ và không thể nào có được với đôi vợ chồng nghèo này. Và xin trao cái phần hỗ trợ của các nhà hảo tâm dành cho gia đình mình là trên 82 triệu đồng. Khi mà đoàn đến đây thì rất là vui khi mà sức khỏe của bác đã hồi phục á. Hôm nay thì cái sức khỏe thì nó cũng coi như nó cũng hồi phục, nó cũng khoảng 70% rồi. Nhưng mà cái số của tài trợ bên nhà nhân đạo á thì giúp cho được hồi phục như thế này thì tôi cũng rất cảm ơn và rất mừng. Bác cho chương trình biết là cái sức khỏe mình hồi phục thì tụi con rất là vui. Và có sức khỏe thì mình sẽ có một cái Tết nó trọn vẹn hết bác. Dạ. Này con xin hỏi bác gái thì các cảm nghĩ của mình á khi mà thấy sức khỏe của bác trai như vậy. Dạ, giờ bác trai có sức khỏe rồi, Tết năm nay thì trên gia đình cũng vui vẻ và mừng dữ lắm. Thay mặt chương trình xin mời bác sĩ Trần Mạnh Trí sẽ trao cái phần quà Tết cho gia đình bác Minh ạ. Nó cũng không có giá trị nhiều lắm về vấn đề vật chất, nhưng nó là một sự động viên to lớn đối với mình. Thế thì mong anh chị là đón nhận và xin cảm ơn. Hôm nay chương trình cũng có doanh nghiệp Ngọc Mai có gửi cho mình 50 kg gạo. Chúc gia đình anh chị năm mới sức khỏe tốt. Sức khỏe bình phục, mở ra một trang mới, một cuộc sống mới cho họ. Không khí mùa xuân trong những ngôi nhà có một điều gì đó thật đặc biệt. Nó ấm áp qua ánh mắt rạng ngời, nụ cười hạnh phúc của chủ nhà. Niềm vui mới, hy vọng mới, khởi đầu mới. Dù phía trước của các gia đình vẫn còn lắm khó khăn, nhưng chúng tôi đã nhận thấy sự lạc quan của họ bước vào năm mới, mà lòng nhẹ nhàng, không phải lo toan, tràn đầy tin tưởng vào tương lai tươi sáng. Những đóng góp quan tâm của cả cộng đồng đã đem lại cho họ một niềm vui lớn, một mùa xuân mới tràn ngập tình yêu thương, mùa xuân vui tươi, hạnh phúc. Vinaphone hân hạnh tài trợ phát sóng chương trình này. Thưa quý vị và các bạn, một năm, một chặng đường không dài, nhưng đủ cảm nhận được hết ý nghĩa sâu sắc của những tấm lòng nhân ái trong chương trình Địa chỉ nhân đạo của Đài Truyền hình Tiền Giang. Đã có biết bao dấu ấn mà chương trình đã làm được, chia sẻ khó khăn với 27 hoàn cảnh nghèo bệnh tật, hỗ trợ hơn 2 tỷ đồng cho các gia đình trị bệnh. Chúng tôi rất mong tiếp tục nhận thêm những sự ủng hộ từ các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh, để thông qua đó nhiều gia đình xua tan đi cái bóng đen của đói khổ và bệnh tật. Kính chúc quý khán giả, các nhà hảo tâm một năm mới an khang thịnh vượng, một mùa xuân trọn vẹn niềm vui.